Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 234, ngay khi đám lục quái vừa phá vỡ được vũ hồn dung hợp kỹ của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt khiến cả hai trực tiếp mất đi, thì quân đoàn thiên sứ vừa kịp lúc xuất hiện. Không chỉ đem hai người gọi rời đi, đội quân này còn có thể đối kháng trực tiếp với đám lục quái. Ở phía bên kia, Đường Tâm tưởng chừng như đã đánh lui Bỉ Bỉ Đông vào thế hạ phong. Thì cũng đúng lúc này, hắn bị đội quân thiên sứ bao vây hết sức bất ngờ, bản thân cư nhiên rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Quả thật, sức mạnh của quân đoàn thiên sứ hết sức kinh khủng. Bỉ Bỉ Đông đợi đến lúc này mới xuất ra đủ hiểu đây chính là một trong số những lá bài tẩy của nàng. Hoàng đế Tuyết Băng lúc này trên mặt đã thập phần căng thẳng. Hắn nhận định rằng quân đoàn thiên sứ này mạnh hơn nhiều lần so với sức mạnh của thất đại tông môn gộp lại. Cũng may, bọn họ đã lường trước được Bỉ Bỉ Đông sẽ để quân đoàn thiên sứ gia nhập chiến trường nên đã chuẩn bị phương án dự phòng. Bằng không, nếu bị đánh úp bất ngờ, e rằng chỉ có thể một đi không trở lại. Lúc này, dưới tình huống đặc thù, theo lệnh của đại sư, tất cả đường gia quân đồng loạt ăn vào một cây đại hương tràng mà áo tư tạp đã làm việc hết công suất để chuẩn bị từ trước. Ngay sau đó, phi hành ma khô tràng đã có tác dụng, toàn bộ đường gia quân bay lên không trung, lượt nỏ tiện thứ nhất trực tiếp bắn về phía cửa thành Gia Lăng Quan. Lượt bắn này không chỉ nhằm vào hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc, đồng thời cũng nhằm vào đám binh sĩ của Võ Hồn Đế Quốc đang tử thủ tại các cửa thành. 16 phần nỏ tiễn đồng thời bộc phát, lực công kích chỉ có thể dùng từ kinh khủng để mà hình dung. Sau khi cho các thần nỏ bắn ra một lượt tử vong nỏ tiễn, từ binh sĩ Võ Hồn Đế Quốc thủ vệ bên trong cửa thành Gia Lăng Quan cho đến một đám đứng tương đối gần một nhóm hồn sư, nhất thời đồng loạt ngã xuống, tạo thành một khoảng đất trống. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức từ bốn cửa thành như thủy triều mà tràn vào. Phi hành hồn thánh bay lên không trung, xiết cái đám hỗn đản kia cho ta. Một âm thanh cứng rắn chợt vang lên, gần trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trong thiên sứ quân đoàn bay lên không trung. Phải biết rằng, lúc này, ở trên tường thành, cùng chiến đấu với Đường Tam chỉ có khoảng gần 100 hồn thánh, hồn đấu la. Thoạt nhìn, có thể bay lên không trung gần trăm tên phi hành hệ hồn thánh, đủ để thấy được nội tình thâm hậu của Võ Hồn Điện khủng bố đến nhường nào. Cùng lúc đó, rất nhiều hồn kỹ mạnh mẽ từ trên tay thiên sứ quân đoàn đồng thời bộc phát. Lượt binh sĩ Thiên Đấu Đế Quốc đầu tiên nhảy vào trung thành, ngay lập tức bị mạnh mẽ ngăn cản. Thiên sứ quân đoàn cùng với Thánh Long quân đoàn đồng loạt tiến lên chiến đấu, cường công hệ, mẫn công hệ ở phía trước, phòng ngự hệ ở hai bên, phụ trợ hệ ở phía sau, lấy khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt ngăn cản bốn cái lỗ hổng. Trước tình thế này, cùng với hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Đường Môn lúc này đều tập trung tinh thần đối phó, nhanh chóng ổn định cục diện. Chỉ là số lượng so với đối phương thua kém rất nhiều, thực lực bản thân cũng có chút thua kém, tình trạng trước mắt chỉ có thể cam đoan thiên sứ Thánh Long hay quân đoàn không đuổi chạy ra khỏi thành là tốt rồi, chứ đánh vào bên trong thì rất khó. Hiện tại, bọn họ phải dựa vào đường gia quân trên không trung giúp đỡ, hoặc là đám Đường Tam đạt được thắng lợi áp đảo, nếu không, Gia Lăng Quan này vẫn khó xâm nhập như cũ. Ở giữa không trung, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La vẫn chưa thể cắt đuôi Thứ Đồn Đấu La và Quỷ Báo Đấu La, cuộc chiến lúc này vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt. Phía bên kia, Đường Tam lúc này đã giải quyết được đám thiên sứ vây quanh mình. Lúc này, hắn mới để ý đến cục diện xung quanh. Đối mặt với cục diện này, hắn đã sớm có chuẩn bị. Lần này, tổng tiến công, Thiên Đấu Đế Quốc có thể nói kế hoạch chu toàn, tranh thủ Bỉ Bỉ Đông bị trọng thương, đang toàn lực xuất ra. Lúc này, Đường Tam quay ra gọi tên Tiểu Vũ. Ở cùng một chỗ sớm đã lâu, cả hai như tâm linh tương thông vậy. Hiểu được ý tứ của hắn, Tiểu Vũ xoay một vòng trên không trung. Ngay sau đó, một điểm hồng từ tay phải nàng trong nháy mắt xuất ra, giống như lưu tinh bay về phía trung tâm của đám quân đoàn thiên sứ. Ngay khi hồng quang từ trong tay Tiểu Vũ bay ra, lần đầu tiên Bỉ Bỉ Đông thấy được tia cuồng nhiệt từ trong mắt của Đường Tam. Hắn vốn luôn luôn tỉnh táo, xuất hiện biến hóa như vậy, cái tia hồng quang kia tột cùng là cái gì đây? Trái tim Bỉ Bỉ Đông gần như trong nháy mắt dồn dập, thắt chặt lại, quát, ngăn trở đạo hồng quang đó mau. Đường Tam cũng ý thức được bản thân có chút sơ hở mà tâm tình hắn vốn vô cùng trầm ổn. Nhưng giờ khắc này, căn bản không thể nào kiềm chế sự kích động. Đây là giờ khắc hắn đã đợi lâu lắm rồi, không chỉ hơn 20 năm từ khi đến thế giới này mà còn hơn 20 năm ở thế giới cũ nữa. Đúng vậy, từ trong tay Tiểu Vũ bay ra, đạo hồng quang đó gần như hao phí toàn bộ tâm lực một đời Đường Tam ở thế giới trước mới nghiên cứu thành công, chính là Phật Nộ Đứng Liên. Đến đây thì cũng hết tập 235 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.